xin chào các con. Cô xin giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Mai. Cô đến từ trường Mầm Non Hồng Quỳnh, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy đấy. Hôm nay đến với các con, cô có một câu đố vui, đố chúng mình nhé. Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng, lông mượt, có tai nhảy nhanh? Là con gì nào? Là con thỏ đấy. Con thỏ là một con vật vô cùng đáng yêu và còn dễ thương nữa. Muốn biết thỏ con đáng yêu và dễ thương như thế nào? Chúng mình cùng lắng nghe cô kể câu chuyện Củ Cải Trắng nhé. Câu chuyện Củ Cải Trắng. Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh buốt. Thỏ con chẳng có gì để ăn nữa. Thỏ con đành mặc áo ấm, đi vào rừng tìm cái để ăn. Thỏ tìm, tìm mãi, bỗng nhiên thỏ reo lên sung sướng. Ở đây có hai củ cải trắng, mình thật là may mắn. Thỏ liền nhổ hai củ cải trắng rồi đi về nhà. Đi được một lát, thỏ bỗng nghĩ tới dê con. Chà, trời lạnh thế này, chắc dê con không có gì để ăn. Mình phải mang đến cho dê con một củ mới được. Thỏ đi đến nhà dê con. Dê con không có nhà, thỏ liền đặt củ cải lên trên bàn rồi đi về. Dê con đi kiếm ăn, nó kiếm được một cái bắp cải. Nó ăn một nửa, còn một nửa để dành đến hôm sau. Vừa bước vào, nhìn thấy củ cải trên bàn, dê con vô cùng ngạc nhiên. Nó ngắm nghía, rồi chợt nghĩ, trời lạnh thế này, chắc lưu con cũng chẳng có gì để ăn. Mình phải mang củ cải đến cho lưu mới được. Dê con đến nhà hươu, hươu không có nhà. Dê con liền đặt củ cải lên bàn rồi ra về. Từ rừng trở về, nhìn thấy củ cải trên bàn, hươu con vô cùng đói bụng. Nó định ăn nhưng lại chợt nghĩ, trời nắng thế này, chắc thỏ cũng chẳng có gì để ăn. Mình cũng mang củ cải để cho thỏ đi được. Hươu con đến nhà thỏ con. Thỏ con đang ngủ rất say, hươu con không đỡ đến thức bạn dậy, liền đặt củ cải lên bàn rồi nặng nề ra về. Thỏ con ngủ rất ngon lành, vừa tỉnh dậy thỏ con vô cùng ngạc nhiên kêu lên, ố sao củ cải lại ở đây thế này? Hươu con nghĩ một lát và chà, những người bạn tốt đã tìm đến nhau và mang củ cải đến cho nhau đấy. Thỏ con liền gọi các bạn. Hươu con ơi, dê con ơi, cùng đến nhà mình ăn củ cải ngon lành nào. Hươu con và dê con cùng tới nhà thỏ, ăn chung củ cải, ngồi bên bếp lò sưởi ấm áp và cùng vui múa hát la 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 la. Các con ơi, cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Câu chuyện củ cải trắng đấy. Vậy trong câu chuyện có những bạn nào? Đàn thỏ trắng đáng yêu và dê con yêu con tốt bụng nữa đấy. Các con có muốn tập lại các bạn qua sân khấu đối đầy hấp dẫn nữa không? Nào cô mời chúng mình. Câu chuyện Củ Cải Trắng. Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh buốt. Thỏ không còn gì để ăn nữa, nó đành mặc áo ấm ra khỏi nhà tìm cái để ăn. Thỏ tìm, tìm mãi, bỗng nhiên thỏ leo lên sung sướng. Ở đây có hai củ cải trắng, mình mới may mắn làm sao. Thỏ liền đổ hai củ cải trắng lên khỏi mặt đất và đi về. Đi được một lát, thỏ chợt nghĩ, trời lạnh thế này, chắc dê con chẳng có gì để ăn. Mình phải mang đến cho dê một củ mới được. Thỏ đi đến nhà dê, dê không có ở nhà. Thỏ liền đặt một củ cải bên bàn rồi ra về. Dê con đi kiếm ăn, nó kiếm được một cái bắp cải. Dê con ăn một nửa, còn một nửa để dành đến hôm sau. Vừa bước vào, nhìn thấy củ cải trên bàn, dê con vô cùng ngạc nhiên. Nó ngắm nghía củ cải rồi chợt nghĩ, chà, trời lạnh thế này, chắc lưu con chẳng có gì để ăn. Mình phải mang củ cải đến cho hươu mới được. Dê con đến nhà hươu con. Hươu con không có ở nhà. Dê con liền đặt củ cải lên bàn
rồi ra về. Từ đường trở về, nhìn thấy củ cải trên bàn, Lưu con vô cùng đói bụng, nó định ăn, nhưng Lưu con thầm nghĩ, chà, trời lạnh thế này, chắc thỏ con chẳng có gì để ăn, mình phải mang củ cải đến cho thỏ con mới được. Lưu con đến nhà thỏ con đang ngủ rất say, Lưu con không nỡ đánh thức bạn dậy, liền đặt củ cải lên bàn, rồi ra về. Thỏ con ngủ rất ngon lành, chợt tỉnh giấc, thỏ nhìn thấy củ cải để trên bàn, nó vô cùng ngạc nhiên kêu lên, ố, sao củ cải ở đây thế này? À, mình hiểu ra rồi, những người bạn tốt luôn nghĩ đến nhau và mang củ cải đến cho nhau đấy. Thỏ gọi các bạn, thưa con ơi, dê con ơi, cùng đến nhà mình ăn củ cải ngon lành nào. Thưa con và dê con cùng đến nhà thỏ ăn củ cải, ngồi bên bếp lò sưởi ấm áp, và các bạn cùng vui múa hát. Chúng mình hãy học tập các bạn ở sự đoàn kết, nhường nhịn lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn đấy. Các con về nhà hãy kể lại câu chuyện của cải trắng cho ông bà bố mẹ cùng nghe nhé. Giờ học của cô đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào các con.